Vùng nhạy cảm cần được chăm sóc đặc biệt để luôn hồng tươi. Thử nghiệm ngay để thấy sự khác biệt của dung dịch vệ sinh phụ nữ thế hệ mới Smoothie. Dưỡng ẩm và làm hồng vùng nhạy cảm. Sau 24 giờ, cánh hoa được chăm sóc bởi Smoothie vẫn hồng tươi. Nhờ công nghệ mới để xin glucosid, không xà phòng, không SLS, Smoothie làm sạch nhẹ dịu, dưỡng ẩm và làm hồng vùng nhạy cảm. Chọn Smoothie, chọn hồng tươi mỗi ngày.